À, kiến nhiều quá xuống đi. Cô đừng có như thế chứ con. Đi con. Bỏ về đây đi con. Dạ. Không làm thế đâu. Nhục cổ đấy. Đây, đây này. Để sạch quá nhá. Yeah.
Bánh gì cả có. Được, ngồi dậy đi con. Ngồi dậy đi. Ở đâu? Ở đây hôm nay ngủ đi con. Dạ về đó. Ui.
Ôi. Lâm ơi, ở cưa đây cho có mẹ cưa. Ở cưa có gì lắm. Đặt con rau mẹ hái này. Không, con hái quả này. Ừ, tí nữa. À, kiếm nhiều quá xuống đi. Đi lấy cây chọn này. Lấy cây đi chọn. Con cầm bao cho mẹ nhé. Nhiều thế nhỉ. Ra đây hái này. Con lên đây con ạ. Bé đó. Con lấy quả đấy á? Đi. Con thử cho mẹ. Lấy một con ở dưới. Được con ạ. Được rồi, được rồi. Diệp con lấy quả đấy vào đây không? Hai cơm. Cơm á. Con ở đây không?
ở nhà nhá. Giờ giờ nhà hết, thế mẹ đi bán bưởi nào? Con ở nhà. Con ở nhà. Đi. Đi thăm mẹ. Đi đi. Con Long ở nhà nhá. Ở nhà, ở nhà nhá. Được rồi, thơm như thế này. Vườn của mình à? Tiếc quá. Con này về đây rồi. Đây.
Thank you.
bán bao nhiêu đấy? Gần bao nhiêu tiền? Gần 250. Thì ăn vào một hai con thôi thì là cấp cứu rồi. Đứa không ăn được này. Con đứa mấy. Rồi, có ăn cơm chưa? Cơm gì? Con chân gà vô nhiều ấy. Đâu? Chị đấy có lấy đâu? Chị đấy cái lục. Dạ. Cô đừng có như thế chứ con.